xin. Cá Địch cho ra đời một tấm hình đẹp. Như mọi người cũng đã biết, mình là một fashionista, một stylist, đã làm việc và hoạt động trong ngành nghề này cũng gần 10 năm rồi. Cho nên là Châu cũng có những cái tip riêng. Tất nhiên là mình sẽ phải phù hợp với hoàn cảnh nơi mà bạn sẽ đến. Ví dụ như bây giờ mình đi làm thì tất nhiên mình sẽ không thể mặc những bộ đồ quá quyến rũ, sexy. Hay là những cái nơi mà mình đến thì mình cũng phải chú ý đến những cái event, người ta sẽ có những cái dress code đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là màu sắc, kiểu dáng phù hợp với bản thân. Tất nhiên là chúng ta sẽ có một điều cần phải quan tâm nhất, đó chính là hiểu được chính bản thân chúng ta, hiểu được cái cơ thể của mình, hiểu được cái cá tính của bản thân mình để có thể tìm cho mình được những màu sắc và những cái bộ trang phục phù hợp. Thì để mà có một bộ trang phục đẹp thì tất nhiên là chúng ta sẽ quan tâm đến cả kiểu dáng và form dáng. Bạn phải hiểu được bạn là người mà nằm trong cái form dáng là hình chữ nhật hay là form dáng hình tam giác, tam giác hình quả táo. Bạn là phải là người hiểu là vai bạn ngắn. Chẳng hạn như các bạn nam, ví dụ như vai bạn hơi xệ xuống thì tất nhiên những chiếc áo blazer sẽ phải có thêm một cái phần độn vai để cho trông các bạn trông cao hơn, mạnh mẽ hơn, powerful hơn. Thì mình thiếu cái gì thì mình sẽ bù trừ những cái đó. Và tiếp theo nữa là mix and match, làm nổi bật cá tính của bạn. Cái này thì Châu có một cái khi đó chính là đối với tất cả những bạn mà đang làm trong cái lĩnh vực thời trang thì các bạn cũng sẽ hay có một cái item nào đấy mà mình hay quen mặc. Chúng ta cần phải có những cái key item đấy cộng với lại một cái trang phục nào đấy mà nó nói được cái cá tính của mình để mà nó tăng cái phần nhận diện thương hiệu của bản thân. Như các bạn cũng đã thấy mới nãy á, thì bạn model bạn ấy khá là posing rất là nhanh, là bạn ấy chuyển động follow theo cái posing của mình. Bạn ấy hiểu được những cái điểm trên cơ thể của mình. Đó, thì posing các bạn ấy sẽ đưa chân ra, đưa chân lên, xoay chân trước, quay qua bên phải, quay qua bên trái, tay chân. Đó, các bạn cần phải follow theo một cái điểm. Tiếp theo nữa là ánh sáng và màu sắc. Tóm lại là Châu hoàn toàn chụp bằng điện thoại nha mọi người. Đó, chụp bằng điện thoại. Thì đấy, mình nhờ cái ánh sáng buổi chiều hoàng hôn nó đẹp và nó màu sắc của mọi thứ nó trùng hợp với nhau nên là nó ra được một bức ảnh như thế này. Tiếp theo nữa là cái góc chụp và cái background của mình nó phải tương phản với lại cái bộ trang phục. Có rất là nhiều trường hợp, ví dụ như các bạn mặc một bộ đồ màu cam, các bạn đứng vào trong cái chân màu cam như thế này, tất nhiên nó sẽ không có nổi bật. Và cái cảm xúc, cái mood nó rất là quan trọng trong một bộ hình. Tương tác với camera, photographer, tất nhiên là khi mà mình chụp hình thì mình cần phải hỏi ý kiến nè, rồi nói chuyện trước với lại photographer để hiểu được cái ý đồ của mình. Và Châu nghĩ là tất nhiên không thể thiếu đó chính là một chiếc điện thoại mà có đầy đủ các tính năng để mà có thể giúp chúng ta chụp được những tấm hình ưng ý. Oppo Reno 7 ngày hôm nay đã giúp Châu có được những cái góc rất là rộng và Châu cảm thấy là đây là một cái điện thoại mà rất là có nhiều tính năng tuyệt vời.